Sơn xin chào các bạn nha. Nay Sơn dắt các bạn đi để nghe đi giăng lưới cá lồng tông nha. Ở đây cá lồng tông quá trời, nhà mình quay khúc này cho các bạn xem nha. Đó, các bạn chân chỗ cái cây đằng đó là cá lồng tông dữ lắm luôn các bạn. Rồi mình để cho mình giăng cho các bạn xem nha. Hai các bạn nha, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đi giăng lưới cá lồng tông cho các bạn nha. Các bạn, đây cá lồng tông dữ lắm nha, mình giăng cho các bạn xem nha. Lồng tông nheo dữ lắm các bạn ơi, mà có cá gì bự bự vậy có trời, ngồi thử đây. Con cá cũng ngon các bạn ơi. Rồi dài dài đây. Cá ngớ bự bự nè. Cá dính nhiều lắm các bạn ơi. Thank you.
đông thì dính nhiều lắm các bạn ơi. Tại vì mới văng một giỏ là thấy gì con gì nè, các bạn thấy không, quá trời dính luôn nè, nhiều lắm luôn á. Rồi Sơn dắt các bạn đi mò cá nha. Mình thấy cá ngớp quá trời luôn, cá bự bự không. Ngồi dài dài này có cá không? Một xíu mình trở lại mình cuốn cho lớn kia nha. Cá ngớp bự bự không, nó có vô hang luôn nữa. Chào các bạn nha. Các bạn nào thấy thương Sơn để lại cho Sơn một like, một lượt đăng ký nha, để ủng hộ với Sơn nha. Này, sóng lắc quá, chắc mình để lên bờ các bạn, sóng lắc cái này quá. Thank you.
Rồi mình đi cuốn các bạn ơi. Bây giờ cũng lâu lắm đó, mà thấy cuốn rất nhiều. Thank you.
giờ ta bỏ nghe hết trơn rồi xịt hoài không nổi hả? Người ta bỏ nghe chứ mày xịt hoài bỏ mình xịt. Có gì không? Có cái lộn mới tụi bà đánh lộn ở đây nè. Nước con tông cái gì? Ừ. Đúng mẹ, nước con tông hơi đâu mà đứng đỡ từ con ra vô chỗ chiếc que đó. Mày thảy xuống cây ruộng về ba ông người gỡ chứ anh gỡ xin hỏi. Có cái mương cái gì? Trong đó cái mương cái gì? Ba cái đìa. Cái đìa có ông đìa đây nè. Cái đìa có ông Sáu ông Văn. Ba con ông ấy đủ lý mẹ cho ba vậy đó. Đìa có ông Sáu Quân Văn chữ thích mẹ. Ông Sáu Quân cái lộn. Ông gì cá. Ông nuôi cá đó. Nuôi đồng nuôi ông nội. Chỗ chiếc que đó. Ừ vậy chút. Má mày đưa xuống một cái á, về nhà gỡ. Chút tao lội chồng thôi. Tới đây con làm tông một chút mà. Tại thấy văn có văn bậy nó. Này mình cuốn lưới lên nha các bạn. Tới đây mình. Cái lòng trong chỉ mình vũ thôi nha, gỡ nữa mà mình vũ nó sẽ nhanh hơn. Nhưng còn có mình vũ nó hơi lâu các bạn. Con nào mắc cái đầu sâu quá thì mình gỡ nha, mắc đầu càng càng mình vũ nha. Đó, vũ lại rớt hết.
Sình những cá hết xong mình đấm vô rồi ơi. Này cuốn lên vũ luôn á, thì cuốn về vũ nó nhanh hơn em, sẵn rồi vũ lại lâu quá. Đây chiếc xa cũng chết rồi, lập mới được 100 gram gì bạn ơi. Lên đây mình kiếm, mình vũ ra mình kiếm, mình tìm hết nha các bạn. À nó dưới nước cho nó sống, lên đây mình bắt cho nó hết. Rồi mình tạm dừng video một xíu nha, các bạn đừng rời màn hình nha. Đây nha các bạn, mình mới bủa trái lưới nha các bạn. Bủa ở đây nè. Hôm nay kia chỉ mình lên kia giăng cá bự bự mà. Mình có lội vô trái chổng mà thấy mương nó giống người ta nuôi cá quá các bạn ơi. Mà người ta nuôi cá mình vô mình giăng kỳ lắm, là chữ chết. Thôi mình trở lại ngoài cái mương này nha bà, dân lại nha, được nhiêu ăn nhiêu vậy chứ dân chỗ người ta ta chữ chết luôn. Thấy các bạn, còn nãy chỗ cái mương đó, mương đó đó là chỗ mình mới dân nãy nha các bạn. Giờ mình ra ngoài cái mương, ngoài cái mương bự nha các bạn, trong kia là kinh sườn nhỏ. Đây mình ra cái mương bự này mình dân mới dân mà nó phao nổi đó, thấy cũng dính là gai mà chắc chín ít thôi, dân ít nữa được các bạn ơi, cũng chiều rồi. Thôi các bạn nào, nếu các bạn nào mà thương Sơn gì ủng hộ Sơn, cho Sơn một lượt chia sẻ nha, với một lượt đăng ký, một lượt like nha, thì mình mới làm nên rất cần các bạn ủng hộ Sơn nha. Mình xin cảm ơn các bạn nhiều nha. Thì mình để đây chút xíu mình cuốn lên mình quay lên cho các bạn xem cái nữa rồi mình tạm dừng video nha các bạn. Rồi mình cuốn các bạn ơi, mình đây mình cuốn cái nha. Bà nội leo xuống bị chật nữa. Ây da, cây cối không được trời. Đem thao cái mình cuốn các bạn ơi, mình cuốn mình dở cho nhanh rồi. Dẫn mình cuốn hồi mình dở lâu quá. Về cái dừng con nhỏ 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 về cuốn về gỡ luôn nha. Dẫn hồi mình lên dẫn mình cuốn mình gỡ lâu quá.
đây cũng có một đông con bự bự không các bạn. Đây con cũng bự bự nè bạn. Con nhiều. Đứng đây mình kéo lại luôn các bạn ơi, nổi lại đẳng cuốn dài đẳng nè. Đây đầu đẳng nãy mình không có cuột cái bộ cây nên mình kéo được. Là cá chị Vinh con đó các bạn, con nhỏ nhỏ không dân hay có đìa có hầm gì có thể kéo lưới về thả được. Cái Vinh con các bạn mình đã thả nha. Lúc ở quê mình mà còn nước lũ các bạn, cá lồng trong này mà ai mà ăn. Cá lồng trong mương con bự bự cũng tay cũng giò không lồng trong này. Bây giờ kiếm cá lồng trong này ăn ra 100.000 ký. Kéo gì chắc nó sức quá bà các bạn ơi. Thấy nãy dính là gai mà giờ này mình kéo nó sức cho nó tiêu hết trơn. Kéo chắc sức. Thank you.
dân con nha. À nó đi. Nó lớn lên bắt biết cần có bắt được nó không nữa. Bạn Sài Gòn mà dễ thì biết tóm lưới kiểu này à. Chỉ có miền Tây biết tóm lưới kiểu này thôi. Đó thôi bà. Cái này cái khúc này làm nãy mình cuốn mình làm biến mình cuốn có một viên hồng xa mình cuốn hai viên là nó bút lên bằng răng nha các. Chào các bạn nha, xin kết thúc clip nha. Rồi này chiều mình đi về các bạn á, về đang mình về mình còn xếp đồ nữa. Thì các bạn mình nãy giờ mình ăn được nhiều các bạn ơi, cũng cỡ được 200g đó, đủ gia đình mình ăn. Gia đình mình có 4 người thôi, ừ có 3 người nha các bạn. Cá cũng bự bự không nè, ngon, ok. Rồi mình xin kết thúc clip nha các bạn. Nếu các bạn nào yêu quý Sơn cho để ủng hộ cho Sơn một lượt đăng ký nha, một lượt like, một lượt chia sẻ luôn nha. Thôi xin chào các bạn nha.